Rồi hôm nay em lên tiếp tục cho anh em là lô chữ F nha anh em. Tiếp tục là mười mấy cái cỏ nữa ha. Địa chỉ của em là xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha anh em. Số điện thoại là 0972 949 527. Có Zalo luôn nha anh em. Với lại là cái kênh mấy cái cỏ của em á là Vũ Linh mấy cái cỏ. Hôm nay là em có cái tặng cho anh em thêm một cái món quà đó nha anh em, là ăn mừng là cái kênh TikTok của em á là được 2000 follow ha. Là em tặng cho anh em thêm một cái món quà đó. Đây hôm nay là lô chữ F ha, hôm nay là như 14 tháng 3 đó anh em. Anh em chốt hàng thì nhớ giùm em là hôm nay lô chữ F nè, F1 hay là F2 gì đó. Hôm nay em lên cho anh em là Honda GX31 nè, G3K siêu VIP luôn nè, Komatsu 260 chứ Maruyama, Echo, Gobin, Maru, Tanaka, Gobin. Hai con đầu tiên là con Gobin ha. Rồi em tặng phụ tùng cho anh em á là 5 món phụ kiện đi kèm nha anh em. Có lộn, 6 món phụ kiện đi kèm chứ. Đây, ở đây là em tặng cho 6 món phụ kiện đi kèm ha. Một sợi dây đeo gin, một cái háo mugi, cái đầu này là háo mugi nè anh em, còn cái đầu dưới đây là háo cái con ốc đầu bò ha. Vậy là một cái dao dài, còn anh em không thích dao dài á thì em tặng cho anh em một cái dao tròn ha anh em, đổi là dao tròn ha. Với lại là một cái ổ khoét cước luôn. Đây, ổ khoét cước bản lớn ha. Với lại là một cái cạn cỏ mới, anh em không thích cạn cỏ mới thì em đổi cạn cỏ gin ha. Với lại một cây lục giác 4. Với lại là hôm nay á là khuyến mãi riêng hôm nay ngày 14 tháng 3 thôi nha anh em, là tặng cho anh em thêm một cái gom cỏ nè. Đây gom cỏ thì mình gáp ở dưới đầu bò anh em. Đây, mình gáp xuống, mình trồng vô cái đầu bò như nè, là mình gơ quơ cỏ qua đó, là gáp như vậy ha. Là chừng nữa ốc ác là em sẽ để đầy đủ hết. Đây hôm nay là toàn máy VIP mà siêu có khuyến mãi đó anh em. Rồi cái này thì nhất là em bán kèm cho anh em á anh em là 100.000 một bình. Bơm nước thì 150 nha. Đồ bơm cỏ hiện 100.000 nhưng mà hôm nay em khuyến mãi à, anh em có chốt á thì trong clip này thôi nghe, là em sẽ tặng cho anh em là thêm một cái gom cỏ nè. Là clip sau là không có đâu đó nghe anh em. Rồi, vô con đầu tiên đi, Gobin. Đây con này là Gobin NB 2002 anh em, mắc in sao băng ha. Con này tầm cỡ 3 kg rưỡi thôi nè. Nói chung thì con này gọn nhẹ hết hợp cho mình xài gia đình nè. Nó cái bình xăng con ngỗng dễ chăm xăng luôn nè anh em. Bộ chế này là bộ chế ga ngang chiếu to, bộ chế này là chạy siêu tiết kiệm xăng hơn chế quanh gồ luôn anh em. Đây Gobin ha, nồng 31 ly 22 cc ha anh em. Đây con cắt thì nằm bên hông ha. Con này thì nó xài hai tay lái lớn, điểm eo là Gobin là còn đầy đủ hết. Đây cần gin nè. NB 2002 nè. Cần cán cỏ đầu bò đều là gin hết. Rồi F1 Gobin 2002 giá chỉ có 1,2 triệu thôi nghe anh em. Đã bao phí ship tặng nhà cho mình, tặng thêm cái gom cỏ trị giá 100.000 nữa ha. Qua con F2 cũng là dòng Gobin luôn nhưng mà con này nó chạy lực hơn. Siêu giòn luôn nè. Con này là Gobin 232. Con này nói chung là nó chạy là cảm giác em thấy nó lực nghe con F1 nghe anh em. Bởi vì giá là con này 1,3 triệu ha. Nồng 32 ly 23cc nghe anh em. Con này là anh em bơm nước là 10-15 mét là chuyện bình thường nghe anh em. Đây Gobin ha. Con này là tum nhôm luôn nghe anh em. Công tắc thì nằm bên hông ha. Tum nhôm. Đúng là tum nhôm. Cái bùa hiếu rồi chừng nó em sẽ gắp đầy đủ hết. Con này thì cũng hai ta lái ra giữ luôn anh em. Đây cần NB 232 gin luôn ha. Cần đầu bò đồ là gin hết. Rồi F2 Gobin 232 giá chỉ có 1,3 triệu thôi nghe anh em. Anh em chốt hàng thì nhớ giùm em cái mã số nha. Hôm nay là lô chữ F ha. Qua con F3 là dòng của Tanaka. Tới nổ đi em. Đây F3 này là Tanaka 22 nghe anh em, nồng 32 ly ha. Nồng 32 ly 22cc ha anh em. Con này thì nó xài vú ghề ha. Đây cái vú bơm xăng nằm đây nè, nhiều anh em không biết á. Lo nhìn ở đây không à, mà thực ra là cái vú bơm xăng nằm bên hông ha anh em. Bên hông nha. Bộ chế là nó chạy bộ chế quanh gồ tay đỏ tự động luôn anh em. Bật cái le lên vậy nè, đóng. Lên ra nó trả vậy là mở ha. Con này thì nó xài tum nhựa, nói chung thì tầm cỡ 3-4 kg thôi nè, cỡ 4 kg đổ lại thôi. Công tắc thì nằm bên hông. Con này thì xài nói chung cũng hai tay lái. Đây hai tay lái ra giữ luôn ha. Cần cán cỏ đầu bò đồ là gin hết.
F3 này Tanaka 22 giá chỉ có 1,2 triệu thôi nghe anh em chốt hàng thì nhanh tay con này nha, tại con này nó còn đẹp lắm. Đây, dây giật kim mà còn mới chét luôn nè. Rồi, qua F4 là Magu. Giật lực cái này, chụp giật chưa lực cái này, cái nhẹ là nổ. Đây F4 là Magu BC23 nghe anh em, nòng 32 ly ha. Giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Con này cái nắp UE của nó bị thiếu rồi. Chừng nữa em sẽ gắp đầy đủ hết trước khi giao hàng á. Anh đây, anh em nhìn con ốc ở trong. Nó còn vàng khè luôn. Lóc là nó sẽ đóng mắt in ra băng anh em, dòng Magu thì nó sẽ đóng lóc thôi. Nòng 32 ly 23 cc thôi nè. Con này màu vàng em thấy còn siêu đẹp luôn. Công tắc hay nằm bên hông ha. Đây ốc của nó còn vàng khè luôn. Con này thì nó xài hai ta lái cũng ra dữ luôn. Cần đầu bò đồ là gin hết. F4 này giá chỉ có 1,4 triệu thôi nghe anh em. Dòng Magu thì chạy là siêu tiết kiệm xăng luôn. Dòng Magu thì ổn định cao với tiết kiệm xăng. Rồi F4 Magu Yamaha 23 ha anh em. Giá chỉ có 1,2 triệu, ở lộn 1,4 triệu nghe anh em. Đã bao ship tới nhà cho mình rồi ha. Là cái con mà từ F1, F2, F3, F4, F5 đó anh em, là cái hàng dưới nè, là nó tầm cỡ là 4kg đảo lại thôi anh em. Còn cái hàng trên đó là tầm 4kg đỡ lên, 4kg, 4kg rưỡi, 5kg, 6kg gì đó. Là hàng trên là dòng máy lớn, còn cái hàng dưới này về cho anh em mình xài gia đình rồi đó. Rồi tới nổ con Gobin 253 rồi đi. Gobin 253 nòng 34 ly mà giá chỉ có 1,4 triệu thôi anh em. 1,4 triệu bao ship tới nhà cho mình. 5 món phụ kiện đi kèm, tặng thêm cái gầm cỏ nó, bán con này chắc vừa vốn luôn quá. Đây Gobin NB 253 ha anh em. Nòng 34 ly lận nha. Con này nói chung là Gobin ta gọi là Gobin chùa đó anh em. Đây cái đầu láng bóc mà Gobin chùa, chế nó chạy là một cái bộ chế quanh gồ một kim ha anh em. Đây. Nó hơi mờ rồi. Đây quanh bờ gồ một kim á, tum nhôm luôn nha anh em. Công tắc thì nằm dưới hông ha, dưới bên đây nè. Con này thì nó xài cũng hai tay lái ra dữ luôn. Anh em muốn lên ghe bóp thì em sẽ lên ghe bóp miễn phí. Còn anh em mà muốn thấy hai tay nè, anh em muốn gắp một tay thì em vẫn gắp một tay được bình thường anh em. Đây cần NB 253 gin theo máy luôn. Cần đầu bò đầu là gin hết. Rồi F5 này giá chỉ có 1,4 triệu thôi nghe anh em. Nòng 34 ly lận nha. Anh em chốt hàng thì liên hệ vào cái số điện thoại là 0972 949 527 nha. Số đó là có xài Zalo luôn nghe anh em. Rồi anh em hôm nay chốt hàng thì nhớ lô chữ F giùm em nghe anh em. 14 tháng 3 ha. Để cái đó đi. Rồi qua con F6 là dòng Echo 235 ha nè, đánh nổ đi. Echo thì nổ siêu giòn. Chụp giật chịu lực thì kéo nhẹ nhàng thôi em, kéo lại các em. Chỉ cần kéo thẳng dây lên nổ anh em, chụp giật chịu lực này nó siêu vip luôn. Đây Kiwis Echo 235 á nè. Con này nòng 32 ly 23 cc ha. Con này nó chạy bộ chế là da băng nè, bộ chế vú to da băng ha. Mở để em quay không biết thấy không ta. Ui nó che lại anh em ơi, quay không thấy được rồi. Đóng da băng thì đóng ở dưới đây nè. Nòng 32 ly ha. Đây SGE 235 nè anh em, mắt in da băng là còn đầy đủ hết. Con này thì nó xài hai tay nắm anh em. Còn anh em muốn gắp hai tay á thì em sẽ gắp hai tay, cũng muốn một tay em gắp một tay hoàn toàn miễn phí cho mình ha. Công tắc xuống là tắt, lên là mở. Cần cán cỏ đầu bò đồ là gin hết. Rồi F6 này giá chỉ có 1,6 triệu thôi nghe anh em. Chụp giật chưa lật. Anh em chỉ cần kéo con dây lên là nổ. Đây chỉ cần hai ngón tay dây lên. Rồi F6 Echo 235 giá chỉ có 1,6 triệu thôi nghe anh em. Qua con F7 là cũng Magu Yamaha luôn. Con này còn tem bình xăng luôn nè. Để nổ đi em. Đây con F7 này là em thấy là nó còn mới chát luôn em. Con này chỉ có một cái lỗi nhỏ là nó bị nứt cái găng áo chỗ này nè. Bây giờ hợ anh em, hợ bên em á là nó câu dây chì lại nhưng mà vẫn cứng khừ bình thường anh em. Ra bóp vẫn sử dụng bình thường nha. Boe hiếu rồi chừng em gấp đầy đủ hết. Tem mình sang Nhật là còn luôn. Con này là đề cao anh em. Đề cao thì tem của nó màu đen. Cái bô thì nó có giảm thanh nha anh em.
mà giá em bán á, chỉ có 1,7 triệu thôi, nòng 34 ly, 26cc Magu Yamaha 26 anh em. Đây công tắc thì nằm bên hông, cái gì nó hơi nứt nứt chỗ này nè anh em, nói chung thì cái áo của nó không được đẹp thôi, chứ còn mà nòng niết đồ đó là em bao gin hết. Đây con này lóc của đóng, nó đóng là Magu Yamaha và da băng nha nè, đóng hơi mệt, đem quay kỹ anh em coi. Đây Magu Yamaha da băng ha, con này thì nó xài hai ta lái ha, mà nó một bên đây bị hiếu rồi, bị hiếu bên này chị nói em sẽ gắp đầy đủ hết, ra bóp hệ luôn anh em, mà giá chỉ có 1,7 triệu thôi. Cần gin theo máy luôn, cần căn cỏ, căn cỏ bị bể rồi, chị nói em hai cho anh em cái khác nha, đồ cần đồ bò đồ đồ gin hết. Rồi F7 Magu Yamaha 26 anh em, đời cao luôn, có gai bóp hệ chế quanh gồ luôn, có tem mình sang Nhật mà giá chỉ có 1,7 triệu thôi, đã bao phí ship tới nhà cho mình ha. Qua cái dòng S8 là cái dòng máy hệ này nè, dòng máy hệ mà còn đẹp như máy hùng luôn. Chung hình nổ là siêu giòn, con này là thuộc dòng là GLB 26 nha anh em. Nòng 34 ly 26cc á. Ở anh em ngoài Bắc thường xài cái con mà Huana cánh bướm đó anh em, là Huana á, là cái dòng này đó nghe anh em. Nhưng mà con này á là em đảm bảo 100% là hàng Nhật nha anh em. Nòng 34 ly nha, bộ chế nó chạy là bộ chế quanh gồ tay đỏ tự động luôn nha em. Bật qua vậy đóng le nè, lên ga nó chảy vậy là mở. Đây anh em nhìn con ốc của nó nè. Con nào con nấy là còn vàng khè luôn. GLB ha, con này cái bô của nó màu đen anh em, chứ không phải nó chạy mà tới đen cái bô đâu. Cái bô của nó là nước gam của nó màu đen á. Đây anh em nhìn kỹ đi. Nè nước gam của nó. Chứ không phải mà cái nó chạy mà cái bô nó thành màu đen luôn. Bình xăng dưới ghi còn trắng sáng luôn anh em. Nòng 34 ly là nghe cái này dòng này thì anh em bơm nước là phát cước là bao la luôn. Đây, GLB á, chế là chế quanh gồ hả anh em. Đây quanh bự gồ. Con này thì nó xài hai tay lái. Ra giữ luôn, công tắc nằm ở đây luôn hả anh em. Cần đầu bò đồ là ghi hết. Rồi F8 GLB 260 giá chỉ có 2,3 triệu thôi nghe anh em. Đã bao phí ship tặng nhà cho mình ha. Anh em có được quyền kiểm tra nổ máy trước khi nhận ha. Rồi F8 giá 2,3 triệu. Qua con F9 là cũng cơm mít xu luôn, nhưng mà con này là hụt hàng khủng anh em. G3K. Lâu lắm rồi mới thấy con máy lớn mà đẹp gì nè anh em. Dây giật là còn trắng sáng luôn. Zeno AH nè anh em. Komatsu G3K mất đinh ra băng ha. Con này là tem xanh luôn nha anh em. Siêu VIP luôn. Nòng 36 ly 33cc nha anh em. Con này là bình xăng trên nha. Bình xăng trên này thì nó chạy lúc nào nó cũng khỏe hơn cái bình xăng dưới ở trên anh em. Nói chung thì anh em để 10 ngày 15 ngày hoặc nửa tháng đó, anh em chỉ cần kéo một cái một là nổ thôi. Đây cái này cái phá xăng của nó nha. Bật qua vậy là phá. Bật qua vậy là mở. Đây bô màu đen nước gam nó như cái con mà F8 vậy nên cái bô của nó là màu đen ha, nước gam của nó màu đen, cái bô nó hơi chạy nè. Em để như vậy em bán cho anh em luôn, chứ em sơn lên em bán cao hơn cũng vậy, để gì cho anh em dễ mua dễ lựa chọn ha. Công tắc thì nằm trên nghe nè, bộ chế của nó là bộ chế bình xăng trên, bộ chế phao á nè. Đây tum nhôm tum lớn nha, hơi chốc sơn chốc đỉnh mà không ăn hùa như vậy là quá đẹp luôn rồi đó nè. Đây tum nhôm của nó, đây nó có cái chân trống luôn ha nè. Đây con này em thấy là còn siêu VIP luôn. Komatsu G3K lâu lâu mới về được con đẹp như vậy. Em quay cái số xe ghi kỹ anh em coi. G3K32 rồi nè anh em. Số xe ghi là còn đầy đủ hết nè. Bình xăng trắng, bình xăng lớn còn trắng luôn. Con này thì nó xài hai tay lái ga giữ nha anh em. Đây hai ga giữ nha. Cần cán cỏ đầu bò đồ là gin hết. Đo cái cần của em. Cái cần của này thì nó hơi cục hơn người ta tới một cái đầu bò nghe nè. Đây chỉnh máy lại ngay. Ừ nó hơi cục người ta hơn cũng xíu nè anh em. Cục cỡ cái đầu bò thôi. Tại vì cần tum lớn mà căn này của nó cần xay luôn anh em, cần siêu bếp luôn. Xay 360 độ luôn. Đây cần xay ha. Rồi, F9 Komatsu G3K giá chỉ có 3,5 triệu thôi nghe anh em. Đã bao phí ship tặng nhà cho mình rồi ha. Tặng cho hôm nay tặng khuyến mãi cho này thêm một cái gom cỏ nữa. Qua con F10 là anh em hít dòng máy lớn mà không hít mà kiểu mà pha nhớt anh em. Hít xăng riêng nhất riêng không khói bụi đó thì chọn con này. Nổ đi em. Trời ơi. Là cái nhà nổ bằng đại em cũng rất hay. Lên từ từ thôi, Honda mà.
chạy siêu ống luôn nè, tới nổ đây kìa nè. Honda GX 31 nha anh em. Đây mắc in da băng luôn nè. Con này á, hàng tới á, là anh em phải chăm nhớt giùm em nghe, chăm nhớt bốn thì giùm em nghe anh em. Tại vận chuyển á, nó không có cho để xăng để nhớt trọng. Anh em cứ để gì nè, chăm cho nó bằng mặt ok. Anh em đừng có ém nha. Đây số xe ghi của nó là còn đầy đủ hết. Con này là em bao cho anh em là nòng niết đồ là chưa bung chưa chẻ, không có miếng khói nào trơn nha anh em. Honda mà ra khói đâu có chạy được. Đây con này GX 31 thì nó tôm lớn nha nè, tôm lớn bố lớn nha. Cái cần này 330, 430 đó, gắp cho G3K hay là TL53 hay là lộn TL52, TL43 đều là gắp bình thường nha anh em. Đây con này thì nó có cái tem xin đi qua nè anh em. Hồi nãy cái tem mặt vật của nó là nó cũng để xin đi qua đó. Nhưng mà trên cái tem ngoài á, em tháo bỏ thì nó còn cái tem trong á. Con này em thấy là còn ok liền lạc, đồ là còn đẹp luôn. Giá chỉ có 3 triệu thôi, đã bao phí ship tới nhà cho mình đầy đủ phụ kiện đi kèm ha. Con này thì nó xài hai tay lái. Đây cái điểm eo còn đầy đủ, điểm eo này siêu vip luôn. Đây con này xài hai ta lái gây bóp hệ luôn anh em. Công tắc O là tắt, Y là mở nha. Cần đầu bò đồ là ghiên hết cái ống cần này 26 lần nha anh em. Cần này 26 anh em có thể gáp được cái sạc cỏ hay là cái xới đất gì đó. Rồi F10 Honda GX 31 giá chỉ có 3 triệu thôi anh em. Anh em chốt hàng hay liên hệ vào cái số điện thoại là 0972 949 527. Số đó là có xài Zalo luôn nha anh em. Anh em á, hôm nay là em khuyến mãi cho anh em thêm là một cái gom cỏ nha. Chốt hàng thì cứ liên hệ vào cái số điện thoại của em ha.